Hôm nay chúng ta bước vào tiết 99 ôn văn, hướng dẫn ôn tập. Thì phần này chúng ta sẽ ôn tập lại các phần văn bản chúng ta đã học từ đầu học kỳ 2 tới bây giờ. Phần thứ nhất đó là tục ngữ. Ở phần tục ngữ thì sẽ có câu hỏi như sau. Câu 1, tục ngữ là gì? Câu 2, chúng ta đã học những câu tục ngữ về chủ đề gì? Hãy cho biết nội dung và nghệ thuật chính của những chủ đề ấy. Câu thứ ba, hãy cho biết tác giả, tác phẩm, nội dung và nghệ thuật theo bảng sau. Thì cô có một cái bảng như sau, gồm những cái văn bản thứ nhất, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, văn bản thứ hai, sự giàu đẹp của tiếng Việt, văn bản thứ ba, đức tính giản dị của Bác Hồ, văn bản thứ tư, ý nghĩa văn chương. Thì ở phần này chúng ta sẽ hoàn thành theo ba cột tác giả, nội dung và nghệ thuật. Ở văn bản thứ nhất, tinh thần yêu nước của nhân dân ta, tác giả Hồ Chí Minh, nội dung. Bằng những dẫn chứng quý báu, phong phú, giàu sức thuyết phục trong lịch sử dân tộc và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn làm sáng tỏ chân lý. Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là một truyền thống quý báu của ta. Nghệ thuật. Bài văn mẫu mực về phép lập luận, bố cục và các dẫn chứng của thể văn nghị luận. Bài thứ hai, sự giàu đẹp của tiếng Việt, tác giả Đặng Thái Mai. Chứng minh sự giàu có của tiếng Việt trên nhiều phương diện, ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp. Tiếng Việt với những phẩm chất bền vững và giàu khả năng sáng tạo trong quá trình phát triển lâu dài của nó là một biểu hiện hùng hồn sức sống của dân tộc. Nghệ thuật, lý lẽ, chứng cứ chặt chẽ và toàn diện. Bài thứ ba, đức tính giản dị của Bác Hồ, tác giả Phạm Văn Đồng. Giản dị là đức tính nổi bật của Bác Hồ, giản dị trong đời sống, trong quan hệ với mọi người, trong lời nói và bài viết. Ở Bác, sự giản dị hòa hợp với đời sống tinh thần phong phú, tư tưởng và tình cảm cao đẹp. Nghệ thuật. Bài văn vừa có những dẫn chứng cụ thể và nhận xét sâu sắc, vừa thấm đượm tình cảm chân thành. Bài thứ tư, ý nghĩa văn chương, tác giả Hoài Thanh. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình tạ cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương thì sẽ rất nghèo nàn. Nghệ thuật. Lối văn nghị luận vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh. Như vậy thì đó chính là những cái nội dung mà chúng ta cần ôn tập lại trong bốn văn bản mà chúng ta đã học. Thì các bạn về các bạn xem kỹ lại cái phần ôn tập này để chúng ta sẽ có một bài kiểm tra một tiết phần văn bản. Vậy thì nhiệm vụ của các bạn khi ở nhà đó là hoàn thành các câu hỏi, học bài và chuẩn bị kiểm tra văn bản một tiết. Chúng ta sẽ kiểm tra ở phần nội dung nghệ thuật của những văn bản mà chúng ta đã học từ đầu học kỳ cho đến nay. Chúc các em học bài tốt.